Hey, mến chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng xem con chân ma 725 các bạn. Cái này cái đầu không là 600 triệu nè. Ông anh ông chia sẻ nè. Này tỉnh An Giang này ảnh mua con này là đầu tiên đó. Không biết có ai mua con thứ hai hay không thì mình không có biết nha. Nhiều khi có mua mình không có gành mình nói không đúng. Nhưng mà con này có thể gọi là khủng long ở đây luôn các bạn. Rất là hiếm luôn. Dữ dằn không? Luôn dần sớ là 600 mấy chục triệu á. Quá dữ các bạn. Xài dần sớ này là dần sớ khúp nè. Cái dạng bánh này là cái dạng dần răng này là dần răng khúp nè. Cái răng khác thì gọi là nó bằng luôn này luôn rồi. Có cái lòng miếng luôn đi. Dạng răng này là dạng răng khớp đó các bạn. Cái này nè các bạn xem là cái đằng trước của nó nè. Thử dần không? Bue nè, cô nè. Cái này anh đổi là bánh châu nhà nông, bánh Nguyễn Đỉnh. Nguyễn Đỉnh hả? Quay phim cười chơi. Quay phim chơi. Chào mời. Máy mạnh kinh khủng à. Này có thể gọi là khủng long ở đây luôn á. Tại ngày cái trăm công đất ha. Yeah. Anh xài dạng sớ này, dạng sớ búp như thế này vừa gà đã lắm ha. Mua mua đây đồ có này mua theo mua mấy năm 2 năm mới. Nha. Thì con chân ma 725 này là bích tông của nó là một tắc nữa các bạn, 4 máy 4 bích tông. Này ông anh ông mua ông đổi lại cái vỏ luôn là 600, với luôn dần sớ là 600 mấy chục triệu. 4 bích tông mà mỗi bích tông là 4 xúc bắp á, nó y ra như con 725 á, hay con 357 á, con dân mana 357 nó cũng xài tương tự như vậy đó. Này anh xài anh chạy là một ngày là hơn 100 công đất đó các bạn. Máy chạy con này anh nói rằng là anh mua là ở đây chỉ có là một con này thôi ở tỉnh An Giang này. Biết ở đâu có nhập về nữa hay không thì mình không biết, nhưng mà anh mua cửa hàng thì anh nói rằng là còn ở đây thì chỉ có một con này thôi, nhất thôi. Này đổi lại vỏ, vỏ này không phải vỏ ghim, vỏ này anh đổi lại là vỏ Nguyễn Đỉnh. Thì rất khủng luôn, thì không có miếng bựa đâu. Dàn sớ này là dàn sớ khớp đó, dàn sớ khớp là nó nặng hơn cái dàn sớ dàn sớ khớp là nó nặng hơn cái dàn sớ là thường của mình đó các bạn, nó dùi dạ hơn nhưng mà nó nặng hơn cái dàn sớ thường của mình. Con này nó chạy nhẹ ghe luôn, quá bự. Bích tông một tấc
đó cho mấy chục triệu cũng ngán. Chỉ ra lại các bạn, 725 chạy quá nhẹ, hỏi ít. Ở đây mình quay là lần đầu tiên mình quay được con này luôn các bạn. Ông anh chia sẻ nói gần là cái dàn sới gain của nó đó là 80 mấy triệu lần tới 2m4. Còn con này nó hiện tại nó đang mang cái dàn sới có 2m2 à. Mà nó sới một ngày anh nói, anh chia sẻ là anh nói là 120 công. Mà mang dàn sới phớp này nó nặng hơn, nhưng mà nó chín hơn, nó dùi gạ được ngon hơn cái kia. Này mang vỏ miễn đỉnh này bề ngang nó tới 4 tấc mấy. Nó chạy quá mạnh. Có thể nói là khủng long ở đây đó. Sới này 2m2 rồi, đối với nó là nó luốc rồi. Anh nói dàn sới gain của nó là tới 80 mấy triệu, thành ra là anh ngán tiền quá mua không nổi. Sới này 2m2 nè. Giờ là đối với nó là luốc rồi, thành ra nó chạy. Cái gì mà chạy ngày cả 120 công, hơn 100 công của nó mà. Nói chung là cũng nhầm bữa tài xế mệt thì có thể nói rằng là hơn 100 công là bình quân. Con này nó chạy là nó không có cái trục bô nha các bạn, không có trục bô. 4 bít tông, mà mỗi bít tông là ông anh giới thiệu là 4 bít tông, mà mỗi bít tông là 1 tấc á. Chạy nghe im ru luôn, quá dữ. Dàn sới gain của ảnh là tới sới gain của con 725 này 80 mấy triệu. Thật ra mà nói thì cũng quá là ngán. Con này nó chạy là nó không có cái trục bô nha các bạn, không có trục bô.
4 bít tông, mà mỗi bít tông là ông anh giới thiệu là 4 bít tông, mà mỗi bít tông là 1 tấc á. Chạy nghe im ru luôn, quá dữ. Sở riêng của ảnh là tới sở riêng của con 725 này 80 mấy triệu. Thật ra mà nói thì cũng quá là ngán.